Em đang làm gì đó? Đang lên làm photo. Học bơi đang thay nước rồi, không bơi được. Chưa cái áo choàng cũng chưa bơi được. Thôi mình lên phòng gym mình chạy bộ đi ha. Nhắc đến chạy bộ mới nhớ có một bạn hỏi một câu hỏi là: anh ơi, em đang chạy 16 km, em dừng lại đột ngột có bị gì không? Rồi có. Xác suất bạn bị choáng, xỉu và bất tỉnh rất là cao. Ok, tại sao lại như vậy? Điều đầu tiên á, cái vấn đề là khi mà bạn đang hoạt động và trạng thái nó căng thẳng, khi bạn chạy bộ bền hoặc là bạn chạy tốc độ cao, tại sao luôn luôn bạn được dạy từ nhỏ đến lớn là khi bạn đang chạy nhanh, chạy thể lực, chạy bền, bạn không được dừng lại đột ngột? Bởi vì phần lớn trong chúng ta, kể cả việc người bình thường hay người vận động viên chuyên nghiệp, khi cơ thể tim của bạn là nơi nó trao đổi chất và nó bơm máu đi khắp cơ thể. Rồi, chúng ta cùng tập chân vô cái bắp chân nha. Khi bạn bắt đầu bạn chạy, bắp chân của bạn sẽ bắt đầu nó nở 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 ra dần đó, mình đừng minh họa vậy. Khi bạn chạy, cái khối cơ chân và khối cơ bắp chân của bạn nó giãn nở hơn để nó bơm được nhiều máu từ tim xuống dưới bắp chân. Nên nếu mà trong trường hợp mà bạn đang chạy, cơ thể đang bơm một cái lượng máu rất là lớn, bạn dừng lại đột ngột, máu nó sẽ không hồi tâm chuyển được. Hồi tâm chuyển là gì? Tại vì máu trong cơ thể của bạn nó chỉ có nhiêu đó lượng máu thôi, nó sẽ bơm liên tục, nó từ tim xuống chân rồi sau nó bơm lên lại, và nó bơm nó đi lên não để đi điều khiển. Nên khi mà bạn đang chạy bộ bạn dừng đột ngột, nó mất đi cái áp lực, nó mất đi cái trọng lượng, nó mất đi cái quá trình giảm và co dần cái phần cơ bắp chân lại, nó dẫn đến việc là bạn ngay lập tức bạn thiếu máu lên não đột ngột, nó dễ dẫn đến việc bạn choáng ngất xỉu, và điều đó là rất nguy hiểm, đặc biệt với những người ít tập luyện và tim mạch yếu, họ có thể dẫn đến trường hợp xấu nhất là tử vong. Rồi, để Cách phòng khắc tránh phục. những cái việc đó, chúng ta sẽ cần khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút để mà các bạn làm nóng. Ví dụ như bạn muốn chạy 16 km/h, bạn cần phải chạy nhẹ nhàng tại chỗ như gì? 5 phút, hoặc là chạy nhẹ nhàng tại chỗ gì? 1 phút nhảy jumping jack, 1 phút chạy nâng cao gối, 1 phút chạy gót chạm mông, 1 phút đó. Như vậy là khoảng tầm 5 phút, và sau khi rồi sau đó bạn mới ra bạn chạy lúc một cái quãng đường 16 km/h trong khoảng tầm 200 đến 300 m. Tiếp theo là gì? Sau khi bạn dừng, bạn chạy cho máy chạy bộ đúng không? Bạn chạy được 16 km/h, bạn không phải là khi bạn mệt, bạn đuối quá, bạn có thể là ngay lập tức bạn gạt tay vô nút stop màu đỏ. Nhưng mà ngay sau đó bạn phải bấm vô lại liền, bạn chạy lại với tốc độ khoảng 6 đến 7 km/h, chạy trong khoảng tầm 5 phút để cơ thể nó làm mềm và bắt đầu cái cơ bắp chân nó hơi co lại, các khối cơ chân và trao đổi chất ở chân, dinh dưỡng nó bơm bớt từ chân lên mạng, nó rút bớt từ cái chân. Tại vì bạn hiểu gì nè, khi mà bạn chạy càng nhanh, tốc độ càng cao, phần lớn là 60% giá trị vật chất và giá trị năng lượng trong cơ thể của bạn nó bơm xuống phần chân. Điều đó đồng nghĩa với việc là khi mà bạn dừng đột ngột, cái 40% còn lại nó không đủ để nó nuôi não trở về trạng thái bình thường và điều hòa hô hấp trở về trạng thái bình thường, bạn sẽ bị choáng và bị ngất ở chỗ đó. Để mà nó bơm từ từ nó quay trở lại và cân bằng trạng thái trong cơ thể, bạn còn phải dừng lại từ từ, bạn hiểu không? Đó là lý do mà tại sao ví dụ bạn chạy 16 km/h nhưng ngay sau khi bạn hoàn thành bài tập hoặc bạn đuối, bạn bấm nút stop, ok, nhưng mà ngay sau đó bạn phải bấm lại cái nút mà khởi động máy lại để bạn chạy lại với tốc độ 7-8 km/h, hoặc là đang từ đang 16 bạn giảm dần xuống 14, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giảm dần lại và chạy bền nhẹ trong khoảng tầm 4 đến 5 phút, hoặc là chắc cú hơn là khoảng 5 đến 10 phút để cơ thể của bạn làm mềm, thả lỏng lại. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng và bạn cần phải ghi nhớ, bởi vì nó cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng đến tim mạch. Cái nào ảnh hưởng đến tim mạch và não chúng ta phải cần ghi nhớ cực kỳ, tại vì não và tim mạch bạn chỉ có một cái và nó rất khó phục hồi khi nó bị tổn thương. Nó khác cái việc căng cơ hay là tập mà đôi khi mà sai hay bị chấn thương xíu, nó vẫn có thể phục hồi dễ hơn việc não và tim mạch nha. Nên các bạn phải cực kỳ chú ý cái việc là làm mềm, làm nóng cơ thể trước khi tập và làm mềm cơ thể trước khi sau khi tập. Với ví dụ những hồ bơi gì, giờ bạn bơi từ bên kia qua bên này, nó là một cái bài tập thể lực gần giống như nước rút, nhưng mà tim mạch của bạn nó phải đủ khỏe và bạn cần phải đứng trên bờ, bạn làm nóng khởi động, bạn mới được xuống hồ bơi. Tại sao ở những nơi như thế này có luôn luôn có nhân viên hướng dẫn, luôn luôn bắt buộc tất cả mọi người xuống hồ bơi phải khởi động làm nóng ở trên bờ?
cũng như là phải xối nước để cân bằng cái nhiệt độ cơ thể để tránh chuột rút và tránh cái việc là sốc nhiệt cơ thể. Bởi vì nếu mà bạn tôi đang ngồi gì mà tôi nhảy ào xuống hồ bơi, tôi bơi 2 vòng, nó sẽ dẫn đến việc là cơ thể bị mất thân nhiệt đột ngột, nó dẫn đến việc là tim mạch nó không theo kịp cái quá trình bơm máu vào các bó cơ, nó dẫn đến việc là thiếu máu vào tim, thiếu máu lên não, có thể dẫn đến ngất xỉu, thậm chí nặng hơn là tử vong. Nên vấn đề khi chúng ta tập thể thao, cái việc mà khởi động là rất là quan trọng, bởi vì sẽ có rất là nhiều trường hợp, kể cả việc là tập máy chạy bộ hay là tập tạ, các bạn không khởi động kỹ, các bạn đang thấy thằng bạn ở trong phòng tập của các bạn nó đang bưng tạ 30 kg, bạn ngay lập tức bạn vô bạn cởi áo ra bạn vô bạn đẩy liền luôn, vậy xác suất bạn bị chấn thương là ít, xác suất bạn bị choáng và suy cấp tim mạch và não rất là nhiều. Nên cái việc mà các bạn khởi động và các bạn giãn cơ sau khi tập, điều đó cực kỳ quan trọng nha, tôi nói lại lần nữa. Bởi vì sao? Bởi vì trên YouTube của tôi thấy các clip video tập luyện các bạn coi rất nhiều, mà cái video của các bạn về coi khởi động và giãn cơ gần như các bạn coi rất là ít, chưa được 1% các bạn coi, trong khi điều đó cực kỳ quan trọng. Nếu bạn muốn tập tốt hơn, tập bền bỉ hơn, hãy nhớ lưu ý khởi động và giãn cơ trong khoảng 5 đến 10 phút để làm nóng và làm nguội cơ thể, điều đó cực kỳ quan trọng nha, nhớ nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.